Như vậy là bên mình là hai sen, còn bên đội bạn là sen chó. Quýt. Đó. Em á. À như vậy là chip U18 đang định làm một trận đấu hai line, tức là hai sen mà thua. Chịu. Hai sen mình là nhưng bên mình có quân gì tuyển lắm cơ. Mà đây là 44. À đúng rồi. Sen nhắc. Hai sen à? Đúng rồi. Vẫn nhớ câu chuyện là 98 Senkata đã từng thắng được Xuân Tứ và TP. Thế mà lúc đầu mình bảo bỏ 7 không ai nhận. Có buồn. Một bài đánh bài tàu dành cho game thủ Mạnh Hào. Trước khi đó thì đây là máy của game thủ U98. Chúng ta cùng xem hai xe đánh rất nhiều đang rất nhiều rừng rồi. Bình luận viên nói lớn tí được không? Đây mọi người ơi. Hôm qua, 98 hôm qua đến tù vãi chảy. Tôi nghe nói, mặc dù tôi không xem nhưng mà tôi nghe nói rằng hình như là 98 nó sử dụng nhiều bài cổ truyền quá. Như vậy, theo tin báo về là ngày hôm qua thì 98 không dùng bài cổ truyền, nhưng mà em đánh hơi ốc trô. Không dùng bài cổ truyền nhưng dùng bài ốc trô nên không làm được gì cả. Và còn nếu như anh em nào xem cái kèo đấu 44 nội bộ game TV ngày hôm qua thì sẽ thấy rằng là Hồng Quân đánh cân với Hải. Tôi cứ tưởng là Hải Mario nhập vào Hồng Quân cơ. Thấy Hồng Quân lúc nào cũng báo về là màu 5 khỏe, mà màu 5 chính là thằng Hải. Không thể tin rồi. Thực sự là đây là lần đầu tiên tôi đánh trí chế mà có một người báo về là thằng Hải Mario nó khỏe. Thực sự đấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy báo về như thế luôn. Rất buồn. Tôi rất buồn, không biết phải làm sao. Một giờ có kèo gì không anh Cammy ơi? Chắc là có kèo thôi. Qua thì em thắng 2-1 nhá. Kèo 98 thì thua hình như SML. Tôi không biết là thua 3-1 hay là 4-1. Nhưng mà có đánh C5 nhỉ? Đánh C5 không? Không đánh C5 thì sẽ là thua 3-1. Còn team còn cái kèo của tôi, nếu như anh em xem ở trên Facebook thì sẽ là kèo của em thắng 2-1. Tối nay mấy giờ xẻ hồng anh nghỉ cả mình nghỉ? Tối nay là hình như là 8 giờ. Nếu như tôi không nhầm. Thông tin báo về thấy bảo là Hào ựa hai dân. Tôi thì tôi không nghe tiếng game. Đấy là cũng và đây là bài và đây là tiếng game máy Mạnh Hào nên tôi cũng không biết là mấy lần ựa, nhưng mà thấy anh em mà ựa liên tục. Anh em khán giả tai rất thính. Ựa liên tục là biết ngay. 2-3 đông dân dành cho game thủ Mạnh Hào. Tôi gọi cứ kích ở trong cuối 9 và đầu 10 đi. Theo tin báo về hai game thủ bên phía đội bạn đều dò 11% trong trận đấu này. Láo nháo là lại có một siêu phẩm đấy. Thấy bảo là hình như là kèo buổi tối ngày hôm nay là đánh đến 7C. Nhưng tôi nghĩ là nếu như mà thua 4C thì chắc là thôi. Tôi nghĩ rằng là BB và He mà đánh thì không, tôi không nghĩ rằng là BB hay He để thua được đến 4C trắng đâu. Với các thành viên của chim sẻ và Hồng Anh, tôi đánh giá dạo gần đây BB và He đang, đặc biệt là BB đang một phong độ rất cao.
Không hiểu sao tôi đánh giá rất cao BB ở trong thể thức đánh team. Và đặc biệt mà khi mà game thủ BB được cặp với một trong những game thủ khả năng bắn máu tốt, ví dụ như Heo Hồng Anh, thì sức mạnh gần như nhấn đôi. Tôi cảm giác rằng là nếu như mà BB kết hợp với Hồng Anh thì thậm chí còn khỏe hơn so với kết hợp với game thủ chim sẻ. Thì đấy là quan điểm cá nhân nhé, hy vọng mọi người không đánh đá. Kèo tối nay nó sẽ một kèo đáng xem. Chúng ta sẽ xác định lại xem là ai sẽ là người đánh team tốt nhất. Một bài đánh cung dành cho game thủ U98. Ôi ơi, Chiboy cầm chó săn và lên đời siêu muộn. Quay trở lại với máy của game thủ Mạnh Hào. Như vậy là Chiboy cũng đã có con ngựa giò ở nhà, ở để nhà để có thể thủ được con giò của game thủ Mạnh Hào và chưa làm hại được gì cả. Hào có thêm một bãi cỏ phụ nữa, rất khỏe. Mic cứ ù vậy anh, đó lý do vì sao mà mình không để to lên, bởi vì nếu như để to mic lên thì nó sẽ bị ù nhá mọi người. Nếu như để to mic thì nó sẽ bị ù, nên là chỉ to, em chỉ để mức này thôi. Hy vọng rằng là mọi người có thể nghe thấy. Đen tôi đón tất chuẩn rồi. Nói thật là trong một ngày đêm trời mà quân bài thì xấu hơn một tí thì tôi vẫn nghiêng về BB và He hơn. Tất nhiên là nếu như đánh cân thì nếu như quân bài cân đánh ví dụ 4 danh tự do thì chẳng ai lại đi đi nhận BB He cả. Mười trên 36 là timeline tới từ game thủ Mạnh Hào. Một bài cầm xe vẫn đang chế chế được quá nhiều. Có lẽ là game thủ U98 ra người cần phải có một tần tạt và máy U98 tạt và bắn được chết sạch dân bãi gỗ của game thủ Chiboy. Nhưng bãi vàng mới là quan trọng. Đây là tần đẩy quân đi của game thủ Nam Sâu Kiều, nhưng 98 đang không xoắn, đứng trên dốc ăn được 1-0 dành cho tình huống đấu quân này dành cho game thủ U98, nhưng ngay lập tức tỷ số nó sàn bằng là 1-1. Nam Sâu Kiều cũng đang không chịu kém miếng khó chịu, Nam Sâu Kiều quyết định quay trở lại và luộc ngay một cung R của U98. Chỉ Nam quyết định cảm giác rằng không ăn được cung R của đối phương nữa, chỉ Nam quyết định là bắn chết con voi. Bắn chết con voi để trả thù dân tộc. 47/60, bãi vàng của Chiboy đã ra đi. Và như vậy ở trong trận đấu này thì Chiboy sẽ yếu dần theo thời gian. Còn phía bên mình thì hai sen thì càng ngày càng khỏe ra, nhưng không Hào bị đâm y. Quay trở lại với máy của đối thủ U98, timeline 53/64. Một tên cung R nhẹ sang để bắn y cho đồng đội của mình. Em cứ đứng thủ thôi. Thủ do Hào phải ra đứng trên dốc ấy. Đừng dùng nhiều tay quá. Đã có được 2 chưa? Tên cung 2 đã được nâng cấp dành cho U98 thế thôi. Cung R đẩy sang để cho Hào bắt, Hào lạc đà mà sợ gì cung R đâu. Nó đẩy quân à? Không biết rằng là màn máy tiếp thị của thủ Mạnh Hào này tôi có thể nhìn xem được là đường đẩy quân của game thủ màu 6. Như vậy 6 chết một vài con cung R trong nhà của Hào rồi. Quay trở lại với máy của U98. Hào ra. Hào ra chém y cũng được, chém nhà y ấy. Vâng, một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ có chiến thắng dành cho hai sen thôi. Mặc dù Hào là người chết hai dân. Rồi bạn ốp tân cuối rằng niệm khúc cuối dành cho cặp đôi của bên phía team 66900. Đây là tân điều đờ của game thủ U98. Đó, anh Hào đánh sọc đơn đi anh ấy. Đánh sọc đơn thì mình gì à? Tại sao lại không phải đánh sọc đà nhỉ?
không hiểu. Thôi đẩy nốt đi, thử ông chim bò fit luôn rồi. Thôi đẩy luôn đi, nó thì đáng quá. Tiền máy thì đã đắt 10.000 một tiếng, không hề rẻ thế nào cả. Tôi khuyên tất cả những anh em nào đánh ở đây, tốt nhất anh em đừng vào phòng thi đấu vì nó rất đắt. Cần chấp tốc luôn tới từ game thủ thì làm chấp tốc được. Chơi, chơi cho anh. Tuổi dê. Đấy, chạy ngay. 1-0 trong C2 dành cho team GameDB. Và các bạn hãy cùng nghỉ ngơi một giây lát, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây.